cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Liễu phàm tứ huấn đại ý. Cuốn 1. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999, do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, vấn đề tu học Phật Pháp, tông chỉ là để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, là bản nhân chúng ta. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu như đối với những sự việc này đã hiểu minh bạch, rõ ràng, thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Nếu như đối với sự việc này vẫn chưa rõ, chưa thấu hiểu, mê hoặc điên đảo, thì người này gọi là phàm phu. Cho nên Phật trong kinh thường nói thánh phàm chỉ là giữa sự mê và ngộ, tức là ý nghĩa này: giác ngộ rồi thì anh sẽ được đại tự tại, còn khi đã mê, chẳng những không tự tại, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn này là từ đâu đến? Tức là vì chúng ta chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chạy theo cái phiền não của mình, theo cái tri kiến của mình, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm, chỗ biến hiện ra những quả báo chẳng lành, cũng tức là nhiều thứ tai nạn. Vì thế cho nên từ xưa đến nay, những bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Định nghĩa của chữ thánh tức là minh bạch, cũng tức là bảo người này đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Trong Phật Pháp chúng ta chia làm thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Kỳ thật cách nói này cũng đều là phương tiện. Chúng ta phải liễu giải cái nghĩa chân thật của nó. Sự giác ngộ chân chánh, triệt để viên mãn, quyết định chẳng có phân biệt. Nếu như vẫn còn có cái niệm, có cách nghĩ, có sự phân biệt về thế gian và xuất thế gian này, thì dù cho họ là giác ngộ, vẫn chẳng đủ triệt để, chẳng đủ viên mãn. Một người chân chánh giác ngộ, chân chánh viên mãn, thì tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Cho nên nếu vẫn còn có thế gian và xuất thế gian, vì vẫn là vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa liễu. Cho dù giác ngộ được đó cũng rất có hạn. Phật hy vọng mỗi người chúng ta
đều có thể triệt để giác ngộ. Cũng tức là bảo, hy vọng chúng ta người người đều thành Phật. Thành Phật tức là nghĩa thành tựu sự giác ngộ triệt để viên mãn. Cho nên Phật chẳng phải là thần. Chúng ta không thể đem Phật xem như là thần minh để đối xử. Như vậy thì đã sai. Thần vốn là chưa giác ngộ. Nói một cách thực tế, phước báo của họ so với chúng ta lớn hơn một tí, trí tuệ so với chúng ta cao hơn một tí, kỳ thật cao chẳng cao hơn bao nhiêu, đều vẫn chưa vượt ra ngoài tam giới lục đạo. Những sự và lý này chúng ta đều phải rõ ràng thì chúng ta mới biết học Phật phải học cách nào. Mục đích của sự học Phật ở đâu? Học Phật phải nên dùng thái độ gì? Phải dùng phương pháp gì? Chúng ta hy vọng có những thành tựu gì? Thành tựu là quả báo. Quả báo thì người người đều hy vọng sống được hạnh phúc, sống được vui vẻ, sống được mỹ mãn. Phật pháp đích thật là khiến chúng ta đạt được cái mục đích này. Bất luận trong đời này, trong đời sau, đời đời kiếp kiếp, anh vĩnh viễn có được cái vui của một hạnh phúc mỹ mãn. Làm cách nào mới có thể có được? Phải giác ngộ mới có thể có được. Làm sao mới có thể giác ngộ? Người thường nói là phải giáo học, phải thân cận thiện tri thức. Trong kinh Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Thánh nhân Khổng Tử của Trung Quốc, chúng ta đã thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức có phải thật sự có thể giác ngộ chăng? Chúng ta biết được thân cận thiện tri thức, những người chẳng giác ngộ vẫn còn rất nhiều. Cố nhiên có giác ngộ, nhưng giác ngộ vẫn là ít, chẳng giác ngộ vẫn là nhiều. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta ở trong giáo học cũng thường thường đề khởi vấn đề hiếu học. Những người hiếu học, thân cận thiện tri thức thì có thành tựu. Nếu như chẳng hiếu học, gặp được thiện tri thức cũng là luống không. Hiếu học thì là có. Hiếu học có phải có thể có thành tựu thù thắng như Phật nói như vậy không? Không hẳn như vậy. Những người hiếu học có thể nói có được một ít thành tựu nhỏ, đến như đại thành tựu viên mãn vẫn chưa được. Vẫn phải thêm vào điều kiện. Điều kiện này là tâm lượng phải lớn. Anh xem, trong ngạn ngữ có câu, lượng lớn thì phước lớn, phước lớn thì tuệ sẽ lớn. Đại trí tuệ, đại phước đức, từ đâu mà đến? Từ đại tâm lượng mà có. Tâm lượng nhỏ, dù có hiếu học, gặp được thiện tri thức, thành tựu vẫn là nhỏ. Giáo học của nhà Phật cũng như vậy. Anh xem tiểu thừa, thân cận thiện tri thức, đại thừa thêm vào phần hiếu học, hạnh phổ hiền thêm một đại tâm lượng, phổ hiền Bồ Tát tâm bào khải hư lượng châu sa giới, vừa hiếu học vừa thích thân cận thiện tri thức,
thì một đời mới có thể viên mãn thành Phật. Phải đầy đủ ba điều kiện này mới có thể thành tựu. Ba điều kiện thiếu đi một, nếu như thiếu thiện hữu, cho dù hiếu học cho dù tâm lượng lớn cũng chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì chẳng có cơ sở cho thấy rằng thân cận thiện tri thức là tối ư quan trọng. Phật trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh, đoạn thứ nhất là dạy cho chúng ta phải thân cận minh sư. Minh tức là thông đạt hiểu rõ. Đây là vị thầy giỏi, chúng ta phải thân cận họ. Cho dù chẳng hiếu học, cho dù chẳng có đại tâm lượng, cũng có thể đạt được mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là gì? Là đoạn ác tu thiện. Vị thầy giỏi này vẫn phải dạy anh những thứ này. Nói một cách khác, một vị thiện tri thức chân chánh tuyệt đối chẳng giúp người tăng trưởng tham sân si. Giúp người tăng trưởng tham sân si thì đó chẳng phải là thiện tri thức của nhà Phật nói đến, mà là ác tri thức trong Phật Pháp nói đến. Loại ác tri thức gì đây? Là loại giúp anh tạo thập ác nghiệp. Họ giúp anh, cổ võ anh, tán thán anh làm những việc tham thân si, làm sát đạo dâm. Đây là ác tri thức, chẳng phải thiện tri thức. Thiện tri thức nhất định giúp anh đoạn ác tu thiện. Chẳng những vậy anh, chính bản thân họ cũng làm một cái gương tốt, làm ra cho anh xem mới tin. Nếu chỉ có nói, chính họ chẳng làm được. Những người theo học với họ, những người có thể tin họ thì sẽ không nhiều. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy giỏi nhất, một vị thiện tri thức tốt nhất. Ngài nói được, Ngài làm được. Anh xem một đời Ngài, chỗ nhu cầu đối với cuộc sống của chính mình có thể nói đã giảm xuống đến một mức thấp nhất. Một đời sống qua cuộc sống ba y một bát, Ngài ra đời tại một địa phương là vùng nhiệt đới. Vùng nhiệt đới quả thật ba chiếc áo là đủ rồi, chẳng giống như nơi đây. Nơi đây có xuân hạ thu đông bốn mùa, ba chiếc áo của anh chẳng đủ để giữ ấm. Ngài là muốn nói với chúng ta, cuộc sống vật chất sống với mức thấp nhất là đủ rồi. Chỗ gọi là ăn được no, mặc được ấm, có một cái mái nhà nhỏ có thể tránh được mưa gió là đủ rồi. Anh bảo tự tại biết là bao nhiêu, thân tâm đều chẳng có lo lắng, chẳng có ưu tư, chẳng có tơ hào áp lực nào. Đúng là Thánh Hiền chỗ nói tâm an lý đắc. Đạo lý đã hiểu rõ thì tâm được an. Bất luận cuộc sống như thế nào, tâm an thì là vui vẻ, tâm an thì là mãn túc, thì tri túc thường lạc. Trên thế gian, loại người nào khổ nhất? Người chẳng biết đủ là khổ nhất, vĩnh viễn chẳng có giờ phút nào thấy đầy đủ. Loại người này khổ.
Cho nên nền giáo học của nhà Phật, mục tiêu thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là tu nhân, tu hạnh. Quả báo là nhân thiền phước báo. Bởi vì khi anh tạo ác, anh quyết định cảm nhận quả của tam ác đạo. Đoạn ác tức là đoạn tam ác đạo. Tu thiện tức là tu nhân thiền phước báo. Cái này thì chẳng ra khỏi lục đạo. Là chỉ cho thân cận minh sư, thân cận thiện hữu thì có được quả báo thù thắng như vậy. Nếu như lại hiếu học thì quả báo này lại càng thù thắng. Học có thể khai ngộ, học có thể rõ lý. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dần dần thông đạt rõ ràng. Sau khi hiểu rõ ràng thì cả quả báo đó thù thắng rồi, có thể vượt qua lục đạo luân hồi. Cho nên nếu muốn vượt qua lục đạo luân hồi, không thể không hiểu học. Cái vui chân chính của thế gian, tiếc thầy người đời này chẳng có chú ý đến, chẳng có nghĩ đến. Cái vui chân chính là gì? Cái vui của đọc sách. Nhưng nếu đọc những thứ sách đang bày bán trong tiệm sách hiện nay, đọc lên chẳng thấy vui. Tôi thấy càng đọc thì càng khổ. Hiện nay những sách giáo khoa đang dạy ở trường, tôi thấy càng đọc cũng càng khổ. Cho nên khi tôi giảng kinh đã từng nói qua mấy lần, kiếp sau chẳng thể làm người. Tại vì sao? Vì đi học phải mang chiếc cặp sách cực muốn chết, hà tất phải làm những việc này. Người xưa đi học vui đấy. Học loại sách gì? Học sách thánh hiền. Cho nên quý vị biết được học sách thánh hiền là vui. Kinh Phật, Phật là đại thánh đại hiền. Vậy thì hiện nay quý vị đọc kinh, ngày ngày đều đọc kinh Phật, khi đọc có vui hay không? Tôi thấy cũng không hẳn như vậy. Tại sao? Đọc sách Phật mà chẳng thấy vui, vì là chưa vào trong. Chỉ là đọc trên mặt chữ, còn nghĩa lý bên trong chẳng thể hội được. Nếu như thể hội được nghĩa lý bên trong thì có được lạc thú. Cái vui đó thì cái vui của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian quyết định chẳng thể sánh kịp. Đó là chân lạc. Cho nên một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vui với cái này nên chẳng thấy mỏi mệt. Chỉ một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta cũng khó có thể tin được. Nhưng người theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có được bao nhiêu? Chư vị Đại Bồ Tát, chư Đại A-La-Hán và những tổ sư đại đức này của Trung Quốc, mỗi vị đều vui với cái này mà chẳng mệt mỏi. Chúng ta nên phải để tâm thể hội tỉ mỉ, phải để tâm để quan sát. Đây là thật sự thân cận thánh hiền, trong ấy có niềm vui đại lạc. Nếu như chẳng có cái vui thật sự, chẳng có đại lạc, nhưng người đó tại sao lại theo học Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại sao chẳng ở trong thế gian này theo đuổi tìm cầu danh văn lợi dưỡng? Tại sao chẳng theo đuổi tìm cầu tiền tài phú quý, tìm cầu quyền lực, tìm cầu địa vị? Sao họ chẳng làm? Họ lại đi vào núi sâu cùng đại thiên nhiên làm bạn. Cái cùi ấy tuyệt đối chẳng phải người thế gian chỗ có thể thể hội được.
Về càng tiến thêm một bước, khi nãy vừa nói tâm lượng được mở rộng ra. Thật sự là tâm bào thái hư lượng châu xa giới. Niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh mà quan tâm. Vì hư không pháp giới mà quan tâm. Về cái tâm lượng này, trong Phật Pháp thì gọi là hạnh phổ hiền. Bất luận họ tu học pháp môn gì, thì pháp môn này đều gọi là pháp môn phổ hiền. Là dùng tâm lượng đem công đức tu học của chính họ mở rộng ra. Mở rộng đến viên mãn nhất. Cứu cánh nhất. Thì là viên thành Phật Đạo. Ba giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất, đoạn ác tu thiện, thoát ly tam ác đạo, được pháp phước báo nhân thiên. Giai đoạn thứ hai, thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh đến pháp giới tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cũng trong thập pháp giới. Đây là đã phá mê khai ngộ đến một tầng thứ cao nhất, tức là tâm lượng khai mở, chẳng có một thứ gì chẳng thể bao dung. Tâm địa thật sự đã là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là cùng chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng. Siêu phàm nhập thánh. Phàm là thập pháp giới, siêu việt thập pháp giới. Thánh là nhất chân pháp giới, Hoa Tạng thế giới mà Kinh Hoa Nghiêm nói đến, Cực Lạc thế giới mà trong Kinh Tịnh Độ nói đến. Đó là thánh, siêu phàm nhập thánh. Cho nên sự việc này là thuộc về giáo dục, là thuộc về giáo học. Nếu anh chẳng dạy, chẳng chịu học, thì anh làm sao thành tựu? Phật Bồ Tát và Thiện Tri Thức sẵn lòng dạy. Họ ở trong giáo học là đại thụ dụng, được đại khoái lạc. Nhưng đối với việc chẳng có người đến học, nhóm người nào đến học? Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Chỉ cần có một người chịu học, Phật Bồ Tát đều đến để dạy cho. Cho nên chúng ta từ trong kinh điển thường thường thấy có đương cơ chúng. Đương cơ chúng là đến để làm học sinh. Ngoài những người này ra, kẻ khác là dự thính. Anh chớ nhìn thấy một pháp hội có mấy trăm mấy ngàn người đến dự, thật sự đến để học cũng chẳng qua hai ba người mà thôi. Ngoài ra kẻ khác nhất lực đều là học sinh dự thính. Những người thật sự đến học được lợi ích, còn học sinh đến dự thính chỉ kết được một tí pháp duyên. Nói một cách khác, chỉ nghe được một tí Phật học thường thức, tri thức của Phật học. Lợi ích chân chánh chẳng có được. Lời này là thế nào? Phật đã nói đạo lý nhiều như vậy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, họ đã hiểu, ác chẳng đoạn được, thiện chẳng chịu tu. Vậy đây là học sinh dự thính. Những người thật sự làm học sinh thì họ làm thật sự đoạn ác, thật sự tu thiện. Đó là học sinh chánh khoa. Cái đó trong Phật Pháp gọi là đương cơ chúng. Cho nên là giáo học của Phật vô cùng từ bi. Chỉ có một người thì Ngài trụ thế, Ngài đều chịu dạy. Thành quả của sự giáo học
là phải đem kẻ ác giáo hóa trở thành người thiện, phải đem kẻ xấu giáo hóa trở thành người tốt, đem kẻ mê giáo hóa trở thành người giác ngộ. Đây là giáo học, chẳng phải bảo người này xấu, khai trừ hắn, không cần hắn. Lối giáo dục đó là lối giáo dục thất bại, đó chẳng phải là lối giáo dục thành công. Lối giáo dục thành công là phải biến hóa khí chất. Vậy thì chúng sanh có thể biến hóa được chăng? Quyết định có thể được, khẳng định là có thể được. Nhưng nghiệp chướng phiền não tập khí của chúng sanh rất nặng. Thiện tri thức phải có tâm nhẫn nại, chẳng phải một ngày hai ngày thì có thể đem họ chuyển trở lại. Bản thân chính chúng ta cũng vậy. Tôi học Phật 47 năm, 47 năm mới chuyển trở lại, mới hồi đầu, cho thấy chẳng phải một người rất dụng công. Chẳng phải là hạng thượng căn lợi trí mà trong kinh Phật chỗ nói đến, nhưng hàng ngày đều học, hàng năm đều học, kiên trì chẳng xả. Chẳng hay chẳng biết thì đã chuyển trở lại, thật sự đã chuyển trở lại. Anh suốt ngày khởi tâm động niệm, quyết định chẳng vì mình quan tâm. Vì mình quan tâm là chưa chuyển trở lại, vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh mà quan tâm, vì tiêu tai miễn nạn cho tất cả chúng sanh mà quan tâm, đó là thật sự đã hồi đầu. Cho nên sự học tập của chúng ta phải cùng thầy tương ưng, thầy là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuy chẳng ở trước mặt chúng ta, nhưng kinh điển đang bày trước mặt chúng ta. Kinh điển là lời dạy của Phật Bồ Tát. Đọc tụng kinh điển tức là thân cận chư Phật Bồ Tát. Vì thế lần này tôi đến đây, thời gian tuy không dài, các bạn đồng tu muốn tôi đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn để giới thiệu sơ qua với quý vị, điều này cũng rất là tất yếu. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là tin sâu nhân quả, cải tạo vận mạng. Cái thế giới hiện nay, tôi nghĩ có lẽ các bạn đồng học cũng xem qua rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc. Hiện nay sách bày bán tại các tiệm sách rất nhiều, đều nói đến năm 1999, năm 2000 là thế giới tận thế. Có phải thật là thế giới tận thế không? Rất khó nói. Tai nạn khẳng định là có. Đem Liễu Phàm Tứ Huấn đọc rồi, nghiên cứu xem. Chúng ta tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, lấy vấn đề này làm trung tâm. Chúng ta dùng quyển Liễu Phàm Tứ Huấn để tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều nhà dự ngôn Tây Phương, như nổi tiếng nhất là ông Nostradamus của Pháp ở thế kỷ 16. Ông này nổi tiếng nhất. Sau khi chúng tôi đọc qua truyện ký của ông ta, xem qua toàn tập sách của ông ta, vai trò của ông ta là gì? Là vai trò ông Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông ta cùng Khổng Tiên Sinh đều cao minh như nhau, tính đoán vô cùng chính xác, đoán rất đúng, nhưng chẳng có cách sửa đổi. Ông Viên Liễu Phàm sau này gặp được Vân Cốc Thiền Sư thì liền thay đổi. Cho nên tai nạn thì có, nhưng có thể hóa giải được chăng? Chưa có thể được. Anh biết được đạo lý, biết được phương pháp thì có thể hóa giải kiếp nạn này. Nếu chẳng biết đạo lý, chẳng biết phương pháp thì chẳng cách gì. Nostradamus thì chẳng biết lý luận này, chẳng biết phương pháp này.
Ông ta thấy được hiện tượng này để ra cảnh cáo, nói là vì chúng sanh đã tạo tội nghiệp quá nặng nên Thượng Đế giận dữ phải trừng phạt chúng sanh. Vậy thì chẳng còn cách gì, đây tức là đem trách nhiệm này đẩy cho Thượng Đế. Trên thực tế chẳng phải như vậy, cho nên chúng ta mấy ngày nay có được một ít thời gian này ở chung một nơi để nghiên cứu, đàm luận cũng là việc hay. Chúng ta sống trong thời đại hiện nay. Thời đại này là động loạn đã đến cực điểm rồi. Thật đúng với ngũ trọc ác thế chỗ nói trong Kinh Di Đà. Cơ hội hồ như mỗi người trong chúng ta đều có thể xét biết được, cảm xúc đến một cách rõ ràng. Cái thế gian này quá loạn rồi. Do bởi lòng người bất thiện đều đang tạo thập ác nghiệp. Mọi người cũng biết sẽ có tai nạn rất lớn. Dự ngôn của Tây Phương tôi có xem qua 6-7 loại, của Trung Quốc cũng xem qua mấy thứ. Mỗi người đều bảo năm 99, năm 2000 là ngày thế giới tận thế. Có số người nghe qua thầy thấy lòng kinh hoàng, có số người nghe qua cho rằng đây là một loại truyền thuyết chẳng phải sự thật. Còn chúng ta đệ tử Phật nên dùng thái độ gì để nhìn sự việc này? Phần tựa của Liễu Phàm Tứ Huấn, đại sư Ấn Quang giảng được vô cùng hay ho. Đại sư là người xuất hiện tại năm đầu dân quốc, cuối triều nhà Thanh đầu nhà Minh, cách chúng ta hiện nay không quá xa, là người khoảng nửa thế kỷ về trước. Là một vị cao tăng trong Phật môn, là nhất đại tổ sư của Tịnh Tông. Một đời ngài làm rất nhiều sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, khiến người kính phục. Lão pháp sư là người tỉnh Sơn Tây, giọng khẩu âm quê hương rất nặng, cho nên về phương diện hoằng pháp ngài có trở ngại về ngôn ngữ, nói chuyện người ta nghe không hiểu. Vì vậy nên ngài dùng văn tự. Chúng ta ngày nay thấy được Ấn Quang pháp sư toàn tập toàn bộ đều là dùng văn tự. Trong một đời ngài giảng kinh nói pháp hình như chỉ có một lần, đó là pháp hội hộ quốc tức tài tại Thượng Hải. Ngài giảng khai thị 7 ngày, cuối cùng truyền thọ tam quy ngũ giới. Việc này có ghi chép lại để lưu thông. Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu đều đã từng đọc qua. Đây có lẽ là trong một đời lão pháp sư là lần diễn giảng duy nhất, nhưng ngài dùng văn tự ấn tống kinh sách, sách thiện để hoằng pháp lợi sanh, có thể nói là tận hết sự cố gắng của một đời. Chúng ta được biết khi ngài còn tại thế, càng được giới Phật giáo Trung Quốc tôn sùng bội phần. Cho đến ngày nay, khi nhắc đến Ấn Quang pháp sư, chẳng người nào chẳng tôn kính.
trong số kinh sách mà một đời Ngài đã in. Ngược lại thì quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiền Vị Biên và An Sĩ Toàn Thư, ba loại này phân lượng ấn hành nhiều nhất. Tôi từ trong bản quyền của Ngài để kiểm tra, ước tính đại khái ba loại sách này phân lượng ấn tống vượt quá 3 triệu cuốn. Điều này khiến tôi xem xong vô cùng kinh ngạc. Ngài đối với kinh luận của Phật giáo, tức là điển tích của Tịnh Độ Tông, cũng chẳng có in quá nhiều như vậy. Tại sao Ngài đem ba loại sách này cho ấn tống lưu thông số lượng lớn lao như vậy? Chúng tôi bây giờ mới biết được là để cứu vãn kiếp nạn hiện nay. Muốn cứu tai nạn ngày nay, Phật Pháp tuy rất hay nhưng chẳng kịp nữa. Phật Pháp quá sâu, những người hiểu được thì càng ngày càng ít, những người y theo Phật Pháp tu học cũng càng ngày càng ít. Còn ba loại này rất phổ thông trong dân chúng, đích thật có thể cứu độ tai nạn trước mắt. Tôi vào rất nhiều năm trước đây thì đã từng đọc được những thi ca dự ngôn của Nostradamus của Pháp vào thế kỷ 16. Nhưng phần tôi đọc đó là thứ bản dịch tiết lục không được hoàn chỉnh, cho nên sau khi chúng tôi xem qua cũng chẳng lưu ý. Tháng vừa rồi, Phùng cư sĩ tại đây có tặng tôi 3 quyển sách. 2 quyển là dự ngôn toàn tập của Nostradamus, còn quyển kia là truyện kỳ của ông ta. Tôi đã dùng thời gian 1 tuần xem qua để xem 3 quyển sách này đọc hết. 3 quyển sách này phần lượng quá lớn. Sau khi đọc xong, tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Nostradamus là loại nhân vật gì? Là Khổng tiên sinh trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn chỗ nói đến. Đoán vận mạng vô cùng chính xác. Ông ta là một người học rộng đa văn, tinh thông thiên văn địa lý, lúc đó gọi là tinh tướng học, hiện nay gọi là thiên văn học. Cho nên đối với rất nhiều sự kiện luận đoán rất là chính xác. Nhưng ông ta chỉ biết những hiện tượng này có thể xảy ra mà chẳng biết cách nào để hóa giải. Ông ta không biết. Rồi thì đem những sự việc này đều để cho Thượng Đế. Thế gian nhóm người tạo tác tất cả tội nghiệp này đã đi ngược lại ý của Thượng Đế. Thượng Đế hiện nay đã nổi giận phải trừng phạt chúng sanh. Đây là cái lý niệm của họ. Từ chỗ này tôi mới thể hội đến dụng ý của Tổ Ấn Quang tuyên dương số lượng lớn lao của 3 quyển sách này. Cho nên 3 quyển sách này của Nostradamus tôi xem được thì đã quá trễ. Nếu như tôi đã xem được 10 năm trước đây, tôi có thể sẽ nỗ lực làm phần công tác này. Làm công tác gì? Là đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiền phiên dịch ra tiếng ngoại quốc để lưu thông khắp thế giới, khiến cho mọi người biết được kiếp nạn là chính chúng ta tạo nên, nhưng chính chúng ta cũng có khả năng hóa giải. Cho nên đến nay tôi mới thấy được âu đây cũng là duyên phận. Nên
Cho nên sau khi tôi đọc xong, tôi lập tức bảo Tăng Gia Ba, chúng tôi tự có lấy một tổ phiên dịch nhỏ, một nhóm bạn học trong đó, gấp rút đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn trước kia tôi đã từng giảng qua, dịch ra thành Anh văn. Tuy việc bổ khuyết cứu chữa chậm trễ, chúng tôi vẫn phải tận tâm tận lực để làm. Thật sự đã liễu giải được đạo lý sở dĩ nhiên của sự thật, thì chúng ta mới có biện pháp. Làm thế nào để cứu mình? Làm thế nào giúp đỡ kẻ khác? Hôm nay quý bạn học để tôi giảng 4 ngày để làm lần diễn giảng này. Tôi nói rất là tốt. Tôi cũng rất vui lòng để giới thiệu với quý vị. Bây giờ chúng ta hãy xem trong phần biểu giải của nó. Phần biểu giải này là trước kia khi giảng phần đại ý lần 1. Làm một đại cương, phía dưới có trang bằng số La Mã. Chúng ta vẫn dùng số này. Được rồi, mọi người dễ tìm. Quý vị xem trang 18. Đoạn trước này thì chẳng cần giảng. Những lời tôi giảng nói, tức là nói về nhân duyên của lần giảng này. Chúng ta xem một đoạn trang 18. Tông chỉ của Tứ Huấn. Chúng ta được biết quyển sách nhỏ này là lời dạy bảo của ông Liễu Phàm đối với con ông. Dạy con ông làm người cách nào, xử thế cách nào, tiêu trừ tai nạn cách nào, tích phước cách nào. Trong lịch đại của Trung Quốc, dùng những lời này để khuyến khích người đời sau nhiều vô cùng. Không chỉ là mình ông Liễu Phàm tiên sinh, phần văn này của ông, bởi vì Liễu Phàm tiên sinh là Phật giáo đồ thường thành, nên trong giới Phật giáo một số cao tăng đại đức truyền dương dùng cho ông ta, đặc biệt là ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên mới có được số lượng lưu thông lớn lao như vậy, đã tạo thành ảnh hưởng đối với xã hội. Nhưng chúng ta nên biết, giống như đường lối tu học của ông Liễu Phàm, sự thành tựu này từ cổ chí kim quá nhiều quá nhiều. Tông chỉ bốn phần phần văn này của ông ta, chúng ta đem nó chia thành hai đoạn. Trước hết là phần tổng thuyết để làm phần giới thiệu chính thể. Nguyện sách nhỏ này, tóm lại mà nói, là nói rõ cho chúng ta một đạo lý của nhân quả. Sau khi anh đọc xong, thì tin sâu nhân quả. Cho nên vừa mở đầu là nói về nhân sự. Người có định số, sự cũng có định số. Định số là chúng ta thông thường gọi là vận mạng. Vận mạng này quả thật có thể suy đoán tính ra được. Người xưa, bất luận ở Trung Quốc hay ngoại quốc, đoán mạng, xem tướng. Cho đến ở Trung Quốc, người ta gọi là xem phong thủy. Hiện nay người qua quốc cũng thích xem phong thủy. Ngay ở nước Mỹ, tôi được biết có rất nhiều người Mỹ đối với phong thủy đều có hứng thú. Chim bóc là những loại này. Có vài người nói rất linh nghiệm. Có hay không? Quyết định là có. Vân Cốc Thiền Sư nói rất hay. Chỗ này chúng ta áp dụng lời dạy của ngài. Định số là khi mê thì có,
giác ngộ rồi thì không có. Lời này giải thích thế nào? Kẻ mê là phàm phu. Chẳng những là lục đạo phàm phu, thập pháp giới cũng đều là phàm phu. Phật trong Kinh Đại Thừa dạy rằng lục đạo là cái giới hạn, lục đạo phía trong gọi là nội phàm, là phàm phu của bên trong lục đạo. Còn thanh văn, viên giác Bồ Tát Phật của bên ngoài lục đạo, họ vẫn chưa siêu việt khỏi thập pháp giới, vẫn là phàm phu, gọi là ngoại phàm, là phàm phu bên ngoài lục đạo. Ai mới là thánh nhân vượt khỏi thập pháp giới, đấy mới kể là thánh nhân chân chánh. Cho nên chúng ta thông thường nói A-la-hán, thánh nhân, gọi là tiểu thừa, chẳng phải đại thừa. Họ chỉ vượt khỏi lục đạo luân hồi, chẳng thể vượt khỏi thập pháp giới. Vượt khỏi thập pháp giới mới là đại thừa chân chánh. Phật trong kinh điển đem sự này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta lục đạo phàm phu mê, thánh pháp giới cũng mê, vẫn chưa giác ngộ. Cái tiêu chuẩn của mê ngộ tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì mới gọi là Phật. Chưa minh tâm kiến tánh đều là đang mê. Mê thì rơi vào trong số lượng. Nói một cách khác, vận mạng của anh, đừng nói chi đến một đời anh, những người cao minh, vận mạng từng đời của anh, họ đều biết được. Cho nên khi anh gặp được Phật, gặp được những vị Đại Bồ Tát Đại Thừa, họ biết được. Tiểu thừa cũng có khả năng này, nhưng khả năng có hạn. Trong Kinh Phật gọi A-la-hán, A-la-hán có thể biết được 500 đời quá khứ của một người. Cách đoán vận mạng này thì rất là lợi hại. Họ có thể tính đoán 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai của anh, so với ông Khổng Tiên Sinh cao minh hơn quá nhiều. Ông Khổng Tiên Sinh chỉ tính được một đời của anh, đời sau thì chẳng tính được. Cho nên con người thật sự có vận mạng. Vận mạng làm sao mà đến? Chúng ta nhiều năm nay trong Kinh Đại Thừa đọc được là từ cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính anh mà đến. Đức Phật từ chỗ này nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta. Con người vì sao có lục đạo luân hồi? Là vì anh có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi vốn chẳng có. Lục đạo luân hồi là tự mình tạo nên, tự mình tự chịu, tự làm tự chịu, chẳng phải kẻ khác an bài cho anh. Bởi vì có những thứ này, những thứ này trong nhà Phật gọi chung là phiền não. Chấp trước tức là kiến từ phiền não, phân biệt tức là trần sa phiền não, vọng tưởng tức là vô minh phiền não, là ba thứ phiền não này. Mỗi một loại phiền não đều là vô lượng vô biên. Phiền não của chúng ta tất cả đều đầy đủ, chẳng biết là bao nhiêu. Cho nên mới biến thành cái thân này. Thân này là quả báo của phiền não. Một, mới có cái hoàn cảnh mà chúng ta hiện nay cư ngụ, hoàn cảnh cũng là quả báo của phiền não. Phải biết nó là từ đâu đến. Nhưng phiền não có đầu mối, cho nên mới có thể tính đoán ra được. Anh xem Khổng Tiên Sinh đoán mạng số cho ông Liễu Phàm, đoán được vô cùng chính xác. Phần sau chúng ta sẽ đề cập đến.
Quyển sách nhỏ này mong rằng quý vị sẽ xem nhiều, đọc nhiều. Chúng tôi có phần giảng giải tường tận, cũng đã in thành sách. Tôi đem tập sách này hoán đổi đề mục, gọi là cải tạo vận mạng tâm tưởng sự thành. Bởi vì cái đề liễu phàm tứ huấn, quý vị sẽ chẳng dễ dàng liễu giải được nội dung của nó. Nội dung của toàn tập sách là 8 chữ này: cải tạo vận mạng tâm tưởng sự thành. Cho nên giác ngộ thì là vô cùng quan trọng. Mê phía dưới nói: vị năng vô tâm, âm dương sở phược. Thánh nhân vô tâm, đây là cái tâm gì? Tâm là khi nãy vừa nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là cái tâm này. Anh có vọng tưởng, trong tâm anh có phân biệt, anh có chấp trước. Trong chấp trước, cái thứ nhất là chấp trước cái thân là của mình. Dùng cái thân này của mình cùng bên ngoài tất cả người sự vật đều đối lập. Đây là mê hoặc, đây là bất giác. Cho nên anh mới bị âm dương trói buộc. Ở người Trung Quốc gọi là âm dương. Khí số. Người ngoại quốc gọi là tư trường, gọi là sự quấy nhiễu của hoàn cảnh, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất quấy nhiễu anh. Anh sẽ chẳng thể tự tại. Trong tâm anh luôn luôn ở đó sanh ra biến hóa. Cho nên một con người thạnh suy, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là vận mạng, có 5 năm chuyển vận một lần. Còn người trong một đời có 5 năm tốt nhất, cũng có cái 5 năm xấu nhất. Vận mạng là 5 năm chuyển một lần, nó có tánh chu kỳ. Cho nên có thịnh, có suy, có hưng, có phế. Hưng phế là đối với sự mà nói. Sự nghiệp của anh có lúc hưng vượng, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc suy thối, đều có định số. Những nhà dự ngôn cao minh này, chúng ta có thể đem những người xem tướng coi bói đều cho là thuộc loại người này. Họ suy đoán được vô cùng chính xác, nhưng chẳng có biện pháp sửa đổi. Thính thiên do mạng, tùy nghiệp lưu chuyển, nghe theo số trời định, trôi lăn theo nghiệp lực. Ông Liễu Phàm đã gặp ông Khổng Tiên Sinh lúc còn trẻ. Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông ta, đoán thợ mạng đời ông chỉ đến 53 tuổi. Ông có thể làm quan, làm huyện trưởng. Lúc 53 tuổi, năm này là năm thọ mạng đã đến, ông nên mau mau từ chức để về quê nhà. Đây là người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi lá rụng về cội. Đừng nên chết tại đất khách quê người, nên chết tại nhà. Hàng năm ông học hành rồi đi thi cử. Lúc đó, sau khi đã đậu tú tài, chi tiêu cho cuộc sống đều do nhà nước chiếu cố cho anh. Mỗi năm anh nhận của nhà nước bao nhiêu tiền đãi ngộ, ông ấy đều tính cho ông ta rất đúng. Ông Liễu Phàm mỗi năm đều đối chiếu, một tí cũng chẳng sai. Thi đậu hạng mấy, trong mạng tính hạng mấy, thì ông ấy quả nhiên đậu hạng mấy.
Cho nên ông đối với sự việc này tin sâu chẳng nghi. Một người đã là mạng của một đời đã được định rồi, vậy còn có lời gì nói nữa. Cho nên tâm của ông đã định, chẳng có vọng tưởng. Người thế gian tìm cầu công danh, tiền tài, phú quý, ông chẳng có cái niệm này. Ông ta đã biết cầu cũng chẳng được gì, cầu chẳng được, trong mạng anh chẳng có. Anh đến đâu để cầu? Cho nên dứt khoát không nghĩ đến nữa. Như vậy rồi thì ông ta theo Vân Cốc Thiền Sư ở nơi thiền đường ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Vân Cốc Thiền Sư thấy ông ta 3 ngày 3 đêm chẳng nổi dậy một vọng tưởng nào cả, rất phục ông ta. Báo công phu của ông ta thật phi thường, người thường chẳng làm được. Ông ta nói, tôi sở dĩ không nổi về vọng tưởng bởi vì nói vọng tưởng cũng vô ích. Tại sao? Vì mạng của tôi đã bị người ta đoán nhất định rồi, còn có vọng tưởng gì để nổi dậy. Vân Cốc Thiền Sư nghe xong cười lớn nói, tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu này trong tập sách nhỏ của tôi đã từng nói qua nhiều lần rồi, Liễu Phàm tiên sinh là một phàm phu tiêu chuẩn. Vì sao? Vì ông chẳng tạo ác cũng chẳng tạo thiện, là phàm phu tiêu chuẩn. Theo nghiệp lưu chuyển, mỗi năm những ngày tháng ông sống quả nhiên chiếu theo mạng số do Khổng tiên sinh phê đó mà sống qua ngày. Điều này thật tại mà nói cũng rất đáng buồn. Một tí cũng chẳng tự tại. Khi gặp được Vân Cốc Thiền Sư, Vân Cốc Thiền Sư dạy cho ông ta, ông ta hiểu rõ, giác ngộ. Sau khi giác ngộ, phía dưới đây nói về chữ vô, phía trước nói về chữ có. Vô là gì? Chẳng có phiền não, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều đã vô cả. Đấy mới gọi là ngộ. Vẫn còn phân biệt, chấp trước thì chưa ngộ. Tiêu chuẩn của chữ ngộ là ở chỗ này. Cho nên Phật nói với chúng ta rất hay, vọng tưởng phân biệt chấp trước anh tất cả đều có, thì anh là lục đạo phàm phu. Có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước. Chấp trước chẳng có nữa, thì lục đạo luân hồi anh sẽ không có nữa. Anh tức là chúng sanh của tứ thánh pháp giới. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Đây là vị Phật của bên trong thập pháp giới, có phân biệt nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Nhưng nếu anh phân biệt đều chẳng có, vậy thì chúc mừng anh, anh đã vượt qua thập pháp giới rồi. Vượt khỏi thập pháp giới rồi thì đi đến đâu? Cùng với chư Phật Như Lai ở chung một nơi, đó là nhất chân pháp giới. Quý vị nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới hòa tạng của đất Tỳ Lô Giá Na Phật là nhất chân pháp giới. Cực lạc thế giới của A Di Đà Phật cũng là nhất chân pháp giới. Nhưng báo độ chỗ trú của thập phương chư Phật, cái nhất chân pháp giới đó đều cần phải đem chấp trước đoạn hết, phân biệt đoạn hết, còn vọng tưởng thì đoạn một phần. Vọng tưởng là cái khó đoạn nhất, vẫn chẳng đoạn hết. Cho nên trong nhất chân pháp giới, nhóm chúng sanh đó vẫn là còn có giai cấp. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Nó còn có 41 cái giai cấp. Giai cấp này là từ đâu đến? Vì vọng tưởng chưa đoạn hết, vọng tưởng càng ít thì giai cấp càng cao.
Vọng tưởng nhiều thì giai cấp thấp, nhưng vọng tưởng phải ít nhất là phá một phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Điều này cùng với chư Phật Như Lai là tư tưởng.